Anh em ạ, sau một năm 2020 đầy chán nản với những cái mẫu smartphone trong tầm giá khoảng trên 3 triệu, nó thật là không hề thú vị. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái mẫu máy vào đầu năm 2021, máy giá rẻ nhưng mà ngày càng tốt. Ở đây mình đang có một chiếc Poco M3 này, giá bán của nó là khoảng 3,3 triệu đồng sau rất nhiều chương trình sale. Một chiếc Vsmart Joy 4, giá của nó với phiên bản 4GB và 64GB bộ nhớ trong cũng là khoảng trên 3 triệu. Một chiếc Nokia 5.4 rất mới. Và cuối cùng là một chiếc máy vừa mới được ra mắt mà đang được bán độc quyền tại một số đại lý, đó chính là Redmi 9T. Và thực ra là mình chí chá đấy anh em ạ, đây là chiếc Redmi Note 9 4G phiên bản hàng nội địa Trung Quốc. Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng chỉ kém cái chiếc Redmi 9T kia một cái camera 2 megapixel macro ở đây thôi. Anh Khôi, cho em mượn cái bút dạ em chấm vào đây phát để lừa anh em người xem nào. Ok. Đùa thôi, relax không chí chá. Nhưng mà Redmi 9T mà vừa mới được ra mắt kia cùng với cả cái chiếc Redmi Note 9 4G phiên bản nội địa Trung Quốc này thì nó chẳng khác biệt gì nhau về mặt cấu hình hay kể cả thiết kế cơ. Kể cả cân nặng, rồi dài, rồi rộng, rồi tất cả mọi thứ đều y hệt. Do đó thì hôm nay mình sẽ tạm thời cầm cái máy này để ví dụ cho anh em xem nhé. Rồi, thế thì hãy so sánh cả 4 mẫu máy này để xem rằng trong phân khúc khoảng trên 3 triệu đồng bây giờ chúng ta sẽ mua được những cái mẫu máy smartphone giá rẻ nó xịn như thế nào. Ra là ở đây mình đang có hai mẫu máy là Poco M3 và Redmi Note 9 4G phiên bản nội địa Trung Quốc đại diện cho Redmi 9T đi. Trong video này thì mình sẽ xin phép đại diện nó bằng Redmi 9T. Thì nếu anh em nhìn kỹ sẽ thấy rằng thật ra hai mẫu máy này nhìn tưởng là khác nhưng mà nó rất là giống nhau. Đó, anh em cứ bỏ qua cái mặt lưng ấy, anh em sẽ nhìn này, màn hình đều có kích thước là 6,53 inch, độ phân giải Full HD cộng. Cùng có một cái vị trí đặt những cái nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng, kể cả những cái jack cắm tai nghe 3.5, những cái cổng hồng ngoại, rồi cổng cắm mic, rồi cổng cắm sạc, rồi khe loa, rồi bất kỳ mọi thứ nào đấy đều rất giống nhau. Kể cả những cái tính năng như là loa stereo nó cũng có luôn. Và trong cái quá trình sử dụng của mình ấy, thì màn hình của nó, chất lượng hiển thị, rồi con chip các thứ y hệt, đều là Snapdragon 662 và đều là một cái màn hình độ sáng không quá cao, khoảng 420 nits. Và thật sự là mình nghĩ lần này Xiaomi họ đã tối ưu cái dây chuyền sản xuất quá tốt. Họ dùng chung một cái phong viền nhưng mà đổi cái mặt lưng thiết kế một chút và chúng ta sẽ có luôn hai mẫu máy là Redmi Note 9 4G Trung Quốc và Poco M3. Nó chỉ khác nhau đúng mặt lưng thôi à? Để anh em nhìn kỹ cụm camera này sẽ thấy rằng thực ra là cái cách sắp xếp camera cũng y hệt, lệch mỗi cái đèn flash thôi. Đó, còn khi về đến Việt Nam thì chúng ta sẽ có chính cái chiếc Redmi Note 9 4G này thêm một camera macro ở cái chỗ chấm AI này. Và thế là chúng ta sẽ có Redmi 9T. Đó. Còn hai cái đối thủ cuối cùng là Vsmart Joy 4 và Nokia 5.4 thì cái chiếc Joy 4 cho mình một cảm giác hơi gọi là không thực sự ấn tượng cho lắm. Nó đúng với mức giá của nó nhưng vẫn là mặt lưng nhựa. Về đánh giá cảm quan cá nhân của mình nhanh thôi thì chiếc Vsmart Joy 4 nó vẫn luôn là một cái lựa chọn rất là tốt cho phân khúc. À, giá của nó thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video để anh em tham khảo tại Di Động Việt, bởi vì chúng ta có nhiều phiên bản, có cả phiên bản 3GB nó rẻ hơn nữa. Trong khi đó cái chiếc 5.4 này nó khiến mình thật sự rất là ấn tượng bởi vì nó quá là bám vân tay. Bởi vì nó dùng mặt lưng kính, mình nói đùa thôi. Vì là mặt lưng kính nó bám vân tay, nhưng mà cũng vì là mặt lưng kính và có những họa tiết vân sọc như thế này, nó khiến mình thấy nó rất là hay, ấn tượng đúng không? Cụm camera tròn nữa trông nó kiểu khác biệt hẳn so với phân khúc. Cụm camera này làm mình nhớ đến chiếc Nokia 7.2 ngày xưa mình từng review. Thì đó là cái mình muốn chia sẻ nhanh ở đầu video. Còn nếu mà so sánh cả 4 mẫu máy này thì nó rất là có nhiều điểm tương đồng. Ba mẫu máy là Poco M3, Redmi 9T và cái chiếc là Nokia 5.4 đều đang chạy con chip là Snapdragon 662. Trong khi đó thì chiếc Vsmart Joy 4 nó nhỉnh hơn một chút, nó đang chạy con chip là Snapdragon 665. Về lý thuyết thì là nó hơn. Và ngoài ra thì nó cũng có cả những cái option thấp hơn, ví dụ như là 3GB, 64GB bộ nhớ trong để anh em có thể lựa chọn với mức giá là rẻ hơn 3 triệu. Tuy nhiên anh em lưu ý cái chiếc Nokia 5.4 này nó đang chạy chương trình Android One và nó sẽ được hỗ trợ cập nhật Android gốc trong vòng 2 năm cũng như là hỗ trợ cập nhật bản vá bảo mật trong vòng 3 năm. Còn lại VOS trên chiếc Vsmart Joy 4 cũng khiến mình rất là ấn tượng khi mà nó liên tục được cập nhật. Còn cái MIUI trên những cái bộ máy Xiaomi ấy, thì thật ra là chủ yếu là do anh em người dùng cộng đồng Xiaomi update, chứ từ hãng thì update hơi chậm và thậm chí là đôi khi là không update lâu dài nữa, thì mình sẽ đánh giá cuối cùng. Thì đó là về cấu hình. Tuy nhiên về pin, về sạc thì cũng có một số những cái điểm khác biệt. Đó là với hai chiếc máy Redmi 9T cũng như là Poco M3, nó đang có một cái lợi thế nhất định về mặt là nó có viên pin lên tới 6.000 mAh đi kèm với cả sạc nhanh là 18W. Thực ra là cái cân nặng của hai mẫu máy này khiến mình rất là ấn tượng. Nó mỏng, form dáng cầm rất là thoải mái, máy không quá to, form máy không hề nặng nhưng mà nó lại chứa được ở đây một viên pin là 6.000 mAh.
thì mình cũng rất là ngạc nhiên. Trong khi đó thì cái chiếc Nokia và Vsmart Joy 4 thì nó hơi kém kém một chút. Nhưng mà thật sự cái vấn đề về pin mình không nghĩ không phải là một cái gì mà khiến chúng ta cần phải bàn đến khi mua bốn bộ máy này. Bởi vì cái quan trọng là cấu hình thì mình đã chia sẻ rồi. Nó đều chạy một con chip Snapdragon đầu 6. Nó không quá là tốn về pin, không quá là yêu cầu về điện năng khi mà anh em sử dụng. Tuy nhiên nếu anh em dùng vào trong một số những tác vụ như là chạy Grab này, shipper, anh em đặt là một cái máy phụ để phát wifi và cần nó luôn luôn phải hai sim hai sóng online các thứ, thì đúng, hai bộ máy từ nhà Xiaomi là một cái lựa chọn mà anh em cần phải hướng đến. Màn hình thì như mình đã chia sẻ, đấy là Redmi 9T cũng như là Poco M3, nó giống như là dùng chung một cái tấm màn ấy, cùng có thiết kế dạng thác nước hay là giọt nước tùy anh em gọi. Nó không được theo trend 2021 lắm. Độ sáng thì cũng cơ bản khoảng 420 nit, độ phân giải là Full HD cộng và màu nó hơi nhợt nhạt một chút. Trong khi đó cái chiếc Vsmart Joy 4 này kích thước nó lớn hơn nhá. Nó có thiết kế nó khá là bắt trend với cả cái nốt ruồi cũng nhỏ nhỏ ở góc này. Nó có một cái viền, mặc dù là về mặt thiết kế nó dày hơn nhưng mà về cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng tới trải nghiệm thị giác của mình. Và cái màu sắc cũng như là những cái hình ảnh hiển thị trên này nó trong, nó sáng và nó khiến mình thích thú hơn. Công nghệ là gọi là công nghệ mới hơn ấy. Trong khi đó cái chiếc Nokia 5.4 thì có tấm màn về kích thước là bé nhất, nhưng mình đánh giá rằng cái công nghệ hiển thị của nó thì lại là tốt nhất. Và hình ảnh nó trong, nó sắc nét. Về cách thiết kế thì cũng giống Vsmart Joy 4, nhưng mà đó, các bạn thấy rồi, màn hình Nokia 5.4 top 1, Vsmart Joy 4 top 2 và hai mẫu máy Redmi 9T cũng như Poco M3 thì mình sẽ để ngang hàng nhau ở cuối cùng. Vậy còn về camera thì sao? Thực ra về mặt thông số thì cả bốn mẫu máy này đều có những cái thông số camera rất là khủng. Về số lượng camera thì đều có rất nhiều, nhưng mà một cảm biến đo chiều sâu rồi ngồi một cái camera macro 2 megapixel thì chắc anh em cũng rất là ít dùng. Thì thôi, mình sẽ hẹn anh em trong một bài đánh giá tiếp theo khi mà mình sử dụng cái chiếc Redmi 9T để nó lâu và dài, và mình sẽ mang test trong đầy đủ những cái điều kiện khác nhau hơn. Còn hiện tại thì thực ra là mình đánh giá camera của cả bốn mẫu máy này đều không quá tốt. Về mặt nước ảnh thì cá nhân mình luôn thích cái màu ảnh trên những cái chiếc máy của Xiaomi hơn, nhưng mà cái này chủ yếu là về mặt cảm quan cá nhân thôi. Trong khi đó cái chiếc Nokia 5.4 này thì nó lại có rất nhiều tính năng hay, như kiểu là thu âm OZO, rồi có cái khả năng quay Cinematic 21:9. Mình thì đã có thể dùng nhưng mà mình cũng chưa phải là đánh giá quá cao. Nhưng đó, nói đến thu âm thì Nokia là ngon nhất này, xong đến Joy 4. Và hai cái mẫu máy Redmi 9T và Poco M3 này, mặc dù nó không còn bị lỗi về thu âm nhưng mà nó vẫn hơi kém một chút, thì anh em phải lưu ý như vậy. Rồi, thế thì hôm nay mình đã chia sẻ nhanh những cái trải nghiệm của mình và so sánh giữa bốn mẫu máy này với nhau để các bạn thích cái mẫu máy này nhất trong phân khúc trên 3 triệu đồng. Vậy thì anh em nghĩ sao về những cái mẫu máy này? Anh em đừng quên, giá của chiếc Vsmart Joy 4 này sẽ được để link ở dưới phần mô tả video để anh em tham khảo tại Di Động Việt nhé. Có cả phiên bản 3GB RAM 64GB bộ nhớ trong là chưa đến 3 triệu đồng, cực kỳ là ngon cho phân khúc đấy. Anh em muốn mình làm chi tiết những cái gì? Chắc chắn là camera mình sẽ đánh giá chi tiết hơn sau khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đấy sử dụng nữa. Anh em đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình đạt được cột mốc là 400.000 subscriber nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.